Lương thực không thể thiếu của linh hồn. Ánh sáng và âm thanh là lương thực và thuốc bổ cho thân thể và linh hồn. Nó đổi mới các tế bào của chúng ta. Cho nên quý vị nhìn những người tu hành giỏi, họ càng lúc càng trẻ ra, ít nhất trẻ hơn trước đây. Một thời gian sau gặp lại họ, da dẻ của họ càng sáng và mịn màng hơn, giống như hồi trẻ vậy. Nếu như đời sống của chúng ta không hối hả và căng thẳng, thì sự biến đổi sẽ rõ ràng hơn. Mỗi ngày chúng ta tu hành 2 tiếng rưỡi cũng tạm đủ, có thể sống sót. Ít nhất áp lực sẽ không quá trầm trọng đến độ dở sống dở chết. Không phải sư phụ cần quý vị tu hành, mà quý vị thật sự cần phải tu hành. Bản thân sư phụ cũng cố gắng lặn lội mọi nơi, nhắc nhở mọi người nhận ra được những lợi ích của sự tu hành. Còn về quyết định muốn nỗ lực tu hành hay không, đó là quyền lợi và bổn phận của chính mình. Sư phụ không thể hối thúc, lôi kéo quý vị được. Sư phụ chỉ có thể nói, quý vị càng tu hành sẽ càng thích tu, càng cảm thấy có nhiều lợi ích, càng sung sướng, thân thể biến đổi khác hẳn trước đây. Thật vậy, vài năm sau sư phụ trở lại gặp quý vị. Ồ, quý vị thật khỏe mạnh, khác hẳn với lần đầu tiên chúng ta gặp. Thân thể của chúng ta chịu ảnh hưởng của linh thể và tinh thần của chúng ta. Nếu như linh thể và tinh thần của chúng ta có đầy đủ lương thực tâm linh, thân thể của chúng ta cũng sẽ biến đổi, mỗi lúc mỗi xinh đẹp hơn. Nếu như tinh thần của chúng ta không thong thả, không an vui, thân thể của chúng ta sẽ trông rất mệt nhọc và buồn bã, rồi chúng ta sẽ bồn chồn, khó chịu. Đây là một ví dụ rất hợp lý. Khi quý vị vui sướng hoặc là đang yêu đương, có phải trông quý vị rất xinh đẹp không? Hoặc là khi gia đình êm ấm, hạnh phúc, quý vị tươi vui, gương mặt rất tươi sáng. Còn khi quý vị lo lắng về công việc, hoặc là làm ăn thua lỗ, người yêu bỏ đi, hay là cờ bạc xui xẻo, ồ, nhìn mặt là biết ngay. Đôi lúc người ta nói, ồ, tức chết được, tôi buồn chết được, tôi tương tư quá. Hiểu không? Chưa chết nhưng trông như người sắp chết. Đây chỉ là những mối ưu tư thế tục thôi, đừng nói chi đến linh thể của chúng ta nếu mỗi ngày không cho nó nghỉ ngơi và bồi dưỡng nó. Ánh sáng và âm thanh là lương thực tâm linh của chúng ta. Nếu không được bồi bổ, linh thể của chúng ta sẽ khô héo và trở nên buồn bã, bực dọc. Và rồi sẽ ảnh hưởng đến thân thể vật chất của chúng ta. Đây là chuyện đương nhiên. Khổ đau thật sự. Cứu quý vị khỏi bệnh tật, ung thư, thương tích hoặc tai nạn xe cộ thật sự là chuyện nhỏ. Dĩ nhiên những chuyện này rất quan trọng đối với quý vị, tôi hiểu. Tôi biết là nếu quý vị thọ tâm ấn hoặc đi trên con đường tâm linh này, đủ loại thần thông và phép lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Những gì đến lúc phải xảy ra, sẽ xảy ra. Có rất nhiều chuyện như vậy. Không phải rằng những điều này không là gì cả. Ý tôi là cứu linh hồn quý vị mới là quan trọng nhất. Bởi vậy mà tôi cảm thấy đau lòng nếu có chúng sinh nào chưa đạt đến đẳng cấp để mà họ muốn theo đuổi sự tu hành. Cho dù chúng ta bệnh hoặc chết cũng chẳng là gì. Sinh lão bệnh tử vốn phải xảy ra. Đây là thân thể vật chất. Bất kể có bao nhiêu rắc rối, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi thế giới đau khổ này. Nhưng nếu linh hồn chưa được cứu rỗi, đây mới là đau khổ thật sự. Đời đời kiếp kiếp, họ sẽ luân hồi và tiếp tục đau khổ. Họ sẽ đau khổ ngày càng nhiều hơn và càng lúc càng tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Mỗi lần tái sinh, họ sẽ gặp thêm người mới, tạo thêm quan hệ mới, tiếp xúc với một số người xấu, vân vân. Và rồi nghiệp chướng của họ sẽ trở nên ngày càng phức tạp và càng lúc sẽ càng khó hơn cho họ đi lên những cảnh giới cao hơn. Cho nên thật sự, nếu quý vị nói quý vị tri ân tôi vì tôi đã cứu quý vị khỏi bệnh, chữa lành mắt,
hoặc chữa ung thư cho quý vị. Tôi hiểu lòng tri ân đó. Nhưng đừng nhắc tới những chuyện tầm thường này. Đây là chuyện nhỏ nhặt. Hãy thiền thêm và câu thông với lực lượng toàn năng của chính mình. Đó mới là điều tốt nhất. Mang lực lượng toàn năng của mình ra dùng mỗi ngày. Bằng không, chúng ta sẽ chết trong hối tiếc và đau khổ. Chúng ta đau khổ lúc còn sống và sẽ chết trong hối tiếc. Thật sự là như vậy. Chết trong hối tiếc là như vậy. Luôn có thêm chân phúc chờ đợi chúng ta. Trên đời này không có gì quý giá hơn là đạt đến cảnh giới đồng nhất với Thượng Đế. Giả sử quý vị trở thành chúa tể của toàn thế giới, vậy rồi sao? Quý vị sẽ ăn một ngày 6-7 bữa rồi phát phì hay sao? Rồi quý vị sẽ có những rắc rối khác, sẽ phải đi hút mỡ hay kiêng ăn, tập thể dục và đổ mồ hôi rất nhiều mà chưa chắc đã có kết quả. Hay giả sử quý vị trở thành tổng thống của một quốc gia, rồi sao chứ? Chúng ta sẽ sở hữu thêm những gì? Chúng ta vẫn ra đi tay không mà thôi. Là việc kiếm tiền và gắng sức để thành công cũng không sao, miễn là chúng ta làm điều này như mình chơi thể thao. Thí dụ, nếu bước ra sân banh hay sân bóng rổ, chúng ta phải chơi hết mình. Nhưng không có nghĩa rằng đây là điều duy nhất chúng ta cần làm trong thế giới này. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Nếu không nhớ điều này, cho dù có ngồi thiền bao lâu, chúng ta cũng không có thể nghiệm. Những người có thể nghiệm cũng phải tự nhắc nhở mình đừng quá hãnh diện hay giải đãi, bởi vì đường còn rất xa. Luôn có những đẳng cấp cao hơn, không có kết thúc, không có nóc cho sự chứng ngộ. Không phải là quý vị lên đến đỉnh rồi thì chấm dứt, không phải như vậy. Luôn luôn sẽ có thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều chân phúc chờ đợi chúng ta tại mỗi chặng đường, tại mỗi đẳng cấp của tâm thức. Cho nên chúng ta phải tiếp tục, và điều này đáng để chúng ta theo đuổi trong đời. Nếu không, cho dù chúng ta sống thêm 100 năm nữa, rồi sao? Ăn, ngủ và xem truyền hình. Chỉ vậy thôi, không có gì nhiều để làm. Đôi khi ở đây rất chán, cho nên thật ra khi quý vị cảm ơn tôi nghĩ tôi rất xứng đáng. Sư phụ và mọi người cười. Bởi vì tôi đã dạy quý vị vài cách để giết thời giờ trong thế giới nhàm chán này. Giả sử quý vị không có thiền định thì sẽ chán tới mức nào? Và nếu chúng ta không thể quân bình đời sống của mình giữa tâm linh và vật chất thì chúng ta phải bỏ một trong hai. Cho nên tùy quý vị chọn lựa. Dĩ nhiên là chúng ta nên luôn chọn sự tiến bộ tâm linh trên lợi lộc vật chất. Nhưng tôi không bắt buộc quý vị phải chọn cái này hay cái khác. Tôi chỉ có thể nói với quý vị về hậu quả. Tiền bạc và danh vọng là những công cụ rất mãnh liệt mà ma vương sử dụng để phá hoại khát vọng tâm linh của chúng ta. Cho nên, hãy cẩn thận. Những dấu hiệu chắc chắn. Dù rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng, một số chúng ta, từng cá nhân, đầu óc không giống nhau. Do đó, thí dụ như một số người học nhanh, một số học rất chậm. Ký ức tâm linh cũng vậy. Đôi khi có bộ óc có khả năng vượt lên xa hơn một chút, vào cảnh giới tâm linh để có thể ghi nhớ thể nghiệm và đem nó trở về. Một số đầu óc không thể, nhưng không có nghĩa là quý vị không có thể nghiệm. Bất cứ ai thọ tâm ấn vào pháp môn Quán Âm đều có ánh sáng, có âm thanh. Vì thế mà đôi khi quý vị tỉnh dậy lúc nửa đêm, hay là ông chồng đá quý vị bỗng nhiên tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Và nó kéo dài khoảng một phút, và quý vị biết mình vừa ở đâu đó, nhưng quý vị không biết điều này. Và nếu không bị ông chồng hay con đạp quý vị làm cho tỉnh dậy, hay bất cứ tiếng động gì trong lúc đó, quý vị sẽ không biết rằng mình đang ở trong ánh sáng. Đôi khi quý vị tỉnh dậy không phải chỉ là trong ánh sáng mà thôi,
Nhưng quý vị thức dậy cảm nhận được chấn động lực của quán âm vẫn còn đó, như là vừa mới hạ xuống từ chỗ nào đó. Hoặc đôi khi quý vị cảm thấy bị rớt xuống thật nhanh và nó khiến quý vị giật mình tỉnh dậy. Đây là những thể nghiệm bên trong mà đầu óc không luôn luôn có thể ghi lại cho quý vị. Hoặc là đầu óc có ghi lại nhưng khi tỉnh dậy quý vị bận rộn, không nghĩ đến chuyện tâm linh nữa. Quý vị phải làm cả ngàn thứ việc nhà và gặp cả ngàn người bên ngoài, rồi công việc, con, chồng, mẹ, mẹ chồng, vân vân. Mọi người đều đòi hỏi sự chú ý của quý vị, thậm chí khiến quý vị không có thời giờ để vui hưởng những điều được ghi lại. Cũng như quý vị có máy CD trong nhà nhưng không có thời giờ để nghe, nên quý vị không thể nghe được những bài hát. Cho nên, nếu quý vị thấy đời sống mình luôn cải thiện, tình thương phát triển rộng lớn hơn, ngày càng cảm thấy hạnh phúc hơn, đó là kết quả tâm linh. Rồi quý vị biết chắc rằng mỗi đêm quý vị du hành với Minh Sư lên cảnh giới cao hơn, dù quý vị có nhớ hay không. Nếu không, làm sao tâm tánh quý vị thay đổi được? Làm sao tình thương quý vị phát triển như vậy được? Làm sao ngay cả trí huệ quý vị phát triển mỗi ngày? Khi mà quý vị thấy là lúc đầu óc, sự chú ý của quý vị thức tỉnh, đó là lúc quý vị thấy được. Khi quý vị không thấy, có nghĩa là quý vị ngủ sai hay ở sâu trong định, và khi trở lại, quý vị không nhớ. Cho dù là quý vị có lúc thấy, có lúc không, thì chắc chắn là quý vị có thấy mỗi ngày, dù là đôi lúc trong khi ngủ. Phần nhiều quý vị thấy thể nghiệm và đi lên cảnh giới cao hơn với Minh Sư trong khi ngủ, như là tôi vừa mới nói. Bởi vì trong ngày, dù là quý vị cố gắng thiền, quý vị ngủ gục hết một nửa hay 2/3 thời gian, hay suy nghĩ hết 1/3 về đủ mọi thứ, thay vì nghĩ về Minh Sư, Thượng Đế hay Hồng Danh. Và đó là vì sao ngay cả trong khi thiền, nhiều người không nghĩ rằng mình thấy ánh sáng, dù là ánh sáng có đến. Hay đôi khi chỉ một vài giây, quý vị rung động như là có dòng điện đi qua thân, và rồi nó biến mất, bởi vì chú ý lực của quý vị chưa được tập trung 100%. Nhưng rồi trong đêm, khi quý vị đang ngủ, đầu óc, não bộ hoạt động của quý vị nghỉ ngơi, rồi Minh Sư có thể giúp quý vị đem quý vị ra mau hơn. Không có ai mà không có thể nghiệm. Tất cả đều có. Hãy tin tôi. Vấn: có thể nào mà tất cả những tin tức con ghi lại trong sự học làm cản trở cho sự tu hành? Sư phụ, đôi khi cũng có. Đôi khi cũng có. Phát triển quá nhiều về lực lượng trí não đôi khi làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm linh. Nhưng điều này không có nghĩa là quý vị không thể đi lên. Quý vị sẽ có lợi ích vào buổi tối khi ngủ nhiều hơn là lúc thiền. Nhưng tôi đã bảo quý vị nhiều lần, dấu hiệu chắc chắn của sự tiến bộ tâm linh là cuộc đời quý vị thay đổi hàng ngày. Quý vị thể nghiệm được phép lạ, quý vị thể nghiệm được sự giúp đỡ những khi khó khăn. Vào giây phút khẩn cấp, quý vị cảm thấy có ai ở đó. Có người thật sự thấy được vị Minh Sư ở đó. Có người cảm thấy vị Minh Sư ở đó. Tuy nhiên, vị Minh Sư có ở đó. Hoặc là cuộc đời quý vị luôn thay đổi ngày càng tốt hơn. Quý vị có tình thương hơn, độ lượng hơn, có trí huệ hơn, hiểu biết hơn. Đó là dấu hiệu chắc chắn của sự tiến bộ tâm linh. Đó là dấu hiệu chắc chắn rằng quý vị thấy ánh sáng ở nơi nào đó, trong khi ngủ, hoặc khi quý vị nhập định. Khi trở lại, quý vị quên mất. Nếu quý vị thấy được ánh sáng trên thiên đàng, quý vị đi gặp Đức Cha trên thiên đàng, rồi trở lại vẫn là một người rất tệ. Vậy thì lợi ích gì? Cho nên dù quên mất thể nghiệm, nhưng đời sống chúng ta thay đổi tốt đẹp hơn. Đó là sự lợi ích. Đó là điều chúng ta muốn. Chúng ta trở thành một vị thánh tại thế trong khi đang sống. Chúng ta có thể trở thành thánh nhân. Như vậy rất tốt.
trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.